Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. 5 năm sau, tốc độ tu hành ngộ đạo kiếm cũng xem như là nhanh, có lẽ không bao lâu nữa có thể xung kích lên nguyên anh cảnh rồi. Dương Thiên Đông cũng sắp có thành tựu với hóa thần cảnh, mà Hắc Ngục Kê vẫn đang còn vùng vẫy ở dung hư cảnh, tu vi khá chậm. Tại sao không giống với chủ nhân? Đệt con gà này trước bá lắm mà. Cuối cùng cũng đã củng cố xong độ kiếp cảnh tầng 7. Cùng với bạn tốt, kẻ thù ở trong vòng bạn bè, tốc độ đột phá tuyệt đối là xuất sắc. Kế Nại Hà, Kế Nại Hà, hy vọng có cơ hội để ta giết người. Đừng nghĩ đến lúc đó vẫn chưa gặp được ta thì ngươi đã chết rồi. Hàn trưởng lão, Hàn trưởng lão, xin lỗi làm phiền một chút. Có thể mời ngài đi đến bí điện một chuyến được hay không? Mạc Trúc cứ đòi gặp lại cho bằng được. Bí điện? Mạc Trúc xảy ra chuyện sao? Từ sau sự kiện ma công của Mạc gia, Mạc Trúc đã bị giam lỏng ở trong bí điện, vẫn luôn lặng lẽ tu luyện. Có chuyện gì không? Ta muốn ra ngoài, cầu xin ngươi hãy thả ta ra ngoài. Tộc nhân của ta đang còn đợi ta đi cứu. Tộc nhân? Phục thù còn là tổ bối của ngươi sao? Đều được cứu rồi. Là bọn họ đang cầu cứu với ngươi sao? Ừm. Sao cô lại nhận được thông báo? Có người đã đến đây rồi sao? Không có. Ở đây cấm chế có thể ngăn cách thần thức, phi hạc truyền thư càng không thể nào. Được lắm. Mạc gia này lại xây dựng nhóm Telegram ở trong huyết mạch hay sao? Rốt cuộc là liên hệ như thế nào? Không được. Ta đã đồng ý với Mạc Phục Thù chăm sóc cho ngươi rồi. Bây giờ ma tu ở ngoại giới tàn sát bừa bãi, ngươi đến ngay cả tu vi hóa thần đều không có, ra ngoài chỉ có đường chết mà thôi, chứ đừng nói chi là tổ bối của Mạc gia. Ta biết là ngươi đang lo lắng điều gì, lo lắng ta bị tổ bối của Mạc gia lừa đảo. Nhưng mà Mạc gia của chúng ta mặc dù là ma đạo, nhưng mà không có lạnh lùng vô tình. Bây giờ Mạc gia đều bị phong ấn, chỉ có ta mới có một chút tự do. Nếu như ta không cứu bọn họ, Mạc gia sẽ chết. Ta không dễ gì mới biết được, ngoại trừ huynh trưởng ra, Mạc gia còn có người khác. Thật sự không cam tâm để bọn họ cũng chịu đau khổ. Người ra ngoài có thể sẽ chết, người chắc chắn là muốn ra ngoài chứ? Cho dù là chết ta cũng không sợ. Thôi bỏ đi, người đã cố chấp muốn đi thì đi đi. Cất cái này đi. Đây, đặt vào trong nhẫn chữ vật, vào lúc gặp nguy hiểm có thể cứu ngươi một mạng. Lần này rời đi, ngươi đừng có ảo tưởng ta sẽ xuất quan cứu ngươi. Hàn Tuyệt, nếu như ngươi chết, chúng ta chỉ có thể tiếp tục duyên phận ở kiếp sau. Bí điện phong ấn đã được giải trừ, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi đây. Ngươi ở bên ngoài đừng học theo Mạc Phù, Mạc Phục Thù còn có Chu Phàm, làm mất mặt của tông môn. Đa tạ Tịnh Tế trưởng lão chăm sóc những năm nay. Mạc Trúc, trưởng lão còn có việc gì nữa không? Ngươi sắp xếp cấp lên, ngươi sắp thăng cấp lên xung kích hóa thần, thành công rồi xuất phát. Người nhà vẫn còn đang gặp nạn, nếu như ta còn giữ lại chấp niệm sẽ chuyển hóa thành tâm ma. Cũng đúng, thế thì ngươi đi đường cẩn thận. Lần này nếu như có thể thuận lợi quay lại, Mạc Trúc nhất định là sẽ ở bên cạnh trưởng lão, trung thành với người. Sau này gặp lại. Có hơi thở u ám. Tử quỷ, ta biết ngươi đang quan tâm đến ta, nhưng mà theo đuổi con người không thể chỉ là an nguy của bản thân. Trong sinh mệnh của ta ngoại trừ ngươi ra, còn có ca ca và người của gia tộc. Lại phát giác được mình, rõ ràng là che giấu rất kỹ rồi mà. Thế đạo giang hồ hiểm ác, ngươi có thể ý thức được tránh né uy hiếp, thế thì ta cũng yên tâm rồi. Đi đi. Có lục đạo ấn ký ở đây, cho dù ngươi bất hạnh mà chết đi, ta cũng có thể tìm lại ngươi. Nếu như có người dám làm loạn với Mạc Trúc, khiến chi khôi lỗi này có thể xóa bỏ, bao gồm có độ kiếp cảnh tầng 5. Mạc U Ninh,
sau này không nguyền rủa ngươi nữa, hy vọng ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa như vậy. Như vậy xem ra ta còn có thể cảm ơn cha mẹ ruột bỏ rơi mình, ngược lại bớt đi rất nhiều phiền phức. Cha mẹ của chủ nhân sao? Nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ có thể sớm đã hóa thành xương trắng rồi, nhưng mà cũng có thể là vẫn còn sống. Vậy chủ nhân tại sao không sớm đi tìm bọn họ? Lúc đó con nhỏ không biết gì, không hiểu ý trong lời của cha mẹ, chỉ nhớ cha mẹ đã từng nhắc đến một khu vực. Con nói là đem theo con thật sự là rất phiền phức, còn có rất nhiều chuyện nhớ không rõ, có thể là đang còn lên kế hoạch chạy trốn. Cuối cùng bọn họ nói, chúng ta ra ngoài một chuyến rất nhanh sẽ quay về đón con, câu này làm ta nhớ đến bây giờ. Bắt đầu từ ngày hôm đó, không nhìn thấy cha mẹ quay lại. Thiết não đã từng phát động hành động tìm kiếm, nhưng mà không lâu sau đó đội người quay về, hiển nhiên là không lấy được tin tốt gì. Bởi vì trên mặt của thiết não rất là khó coi. Bọn họ đã đi đến phương hướng kia ư? Sao có thể chứ? Thiết não không nói cho ta sự thật, nhưng ngày nào cũng làm việc, đáp án không nói cũng tự hiểu rồi. Ớt cay trên trứng gà để lại cho người, đừng để bị nghẹn. Sau này có khó khăn gì cứ tìm Kim gia ta. Cho đến khi thiết não trước khi qua đời muốn gặp mặt, có lẽ là muốn thay cha mẹ nói rõ, đáng tiếc là đã bỏ qua rồi. Thật ra không cần thiết não nhắc nhở, hệ thống trong lòng của ta hiểu rõ sớm đã nhắc nhở qua rồi. Cơ chế thiện cảm và độ thù hận, bọn họ nếu như còn nhớ đến ta, nhất định sẽ sinh ra độ thiện cảm. Ta đã từng ảo tưởng qua tên cha mẹ xuất hiện ở trên danh sách của vòng bạn bè, nhưng mà lại không có. Người đã chết, sao ta phải đi lãng phí thời gian? Mỗi một người đều có ý nguyện của bản thân. Ta không thể nào đem ý nguyện của bản thân cưỡng ép lên trên người của mỗi người bên cạnh của ta. Người bên cạnh, ta có thể kéo được thì kéo, nhưng tuyệt đối sẽ không để bọn họ thịt nát xương tan. Con đường tu hành này đã được định sẵn là cô độc. Con người đến cuối cùng có thể phụ trách chỉ có thể là bản thân mình. Mà ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là trường sinh bất tử. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ luôn ở bên cạnh của chủ nhân. Khó nói lắm, chuyện ngoài dự liệu, không phải bản thân có thể quyết định được. Nhưng mà nếu như có một ngày nào đó, bọn họ cũng vì vậy mà bất đắc dĩ. Chuyện khó mà vứt bỏ muốn rời đi, ta cũng không cưỡng ép giữ lại. Vậy chủ nhân, cùng nhau câu cá hay không? Gia Kê nói bây giờ là thời kỳ tốt, cá lớn không ít đâu. Được đấy. Chủ nhân, tại sao lại thả Phương Nương đi? Từ sau khi Phương Nương xuống núi, tất cả mọi người ngày ngày đều không quen.